Truyền thông phòng khám cha Tường thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, đại diện phòng khám cha Tường thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và các bệnh nhân ung thư xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Lời cảm ơn sâu sắc nhất được gửi đến tấm lòng bác ái, sự sẻ chia và những đóng góp quý giá của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay hỗ trợ cho phòng khám hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng cơ bản, phục vụ cho công tác hỗ trợ điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Sự hỗ trợ quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các hạng mục công trình xây dựng như hệ thống nhà điều hành, quản lý, nhà chờ, các phòng thăm khám, phòng tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới, phòng đắp thuốc, phòng chăm cứu bấm huyệt, phòng cấp gạo thuốc miễn phí, phòng truyền thông, nhà bảo vệ, kho chứa vật tư y tế, phòng sản xuất nước tinh khiết, phòng sản xuất trà thảo dược, hệ thống sân bãi, nhà để xe, hệ thống camera, hệ thống nghe nhìn, đài nước, các trang thiết bị y tế, tủ, giường, bàn, ghế, xe lăn và phòng ngâm chân cho bệnh nhân ung thư đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ điều trị, chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại phòng khám. Sự quan tâm và giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là nguồn động lực to lớn để tập thể các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi được hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong công tác hỗ trợ khám chữa bệnh, mang đến cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn những điều kiện hỗ trợ điều trị tốt nhất, giúp họ có thêm niềm tin và hy vọng về cuộc sống. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các khu nhà trọ trong khu vực tại phòng khám đã và đang nhiệt tình hỗ trợ bệnh nhân của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sự quan tâm và giúp đỡ của các chủ nhà trọ đã góp phần to lớn giúp cho các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư từ nơi xa, gặp nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt và hỗ trợ điều trị tại đây. Cụ thể, các chủ nhà trọ đã giảm giá thuê trọ. Việc giảm giá thuê trọ đã giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho các bệnh nhân ung thư, tạo điều kiện cho họ có thể tập trung vào việc hỗ trợ điều trị ung thư tốt hơn. Hướng dẫn bệnh nhân, nhiều chủ nhà trọ đã dành thời gian hướng dẫn bệnh nhân ung thư cách sinh hoạt, mua sắm, đi lại tại địa phương mới. Hướng dẫn tận tình đã giúp cho các bệnh nhân ung thư nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới và giảm bớt những lo lắng, bỡ ngỡ. Động viên tinh thần của bệnh nhân, các chủ nhà trọ thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần của bệnh nhân ung thư, giúp họ luôn giữ vững niềm tin và hy vọng vào việc hỗ trợ điều trị. Giữ gìn vệ sinh môi trường, các chủ nhà trọ luôn chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh khu nhà trọ, tạo điều kiện cho bệnh nhân có một môi trường sống an toàn và sạch sẽ. Đảm bảo an ninh trật tự, các chủ nhà trọ cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực nhà trọ, góp phần tạo nên một môi trường sống an toàn cho bệnh nhân. Nhờ sự hỗ trợ của các chủ nhà trọ trong khu vực phòng khám, nhiều bệnh nhân ung thư có thể yên tâm hỗ trợ điều trị ung thư và đạt được kết quả tốt. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin được ghi nhận và trân trọng những đóng góp quý báu của các chủ nhà trọ. Sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các chủ nhà trọ đã tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng mọi người, mọi bệnh nhân ung thư cũng như khách phương xa đến đây. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chủ nhà trọ tham gia vào các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, góp phần mang đến cho họ những điều kiện sống tốt nhất để họ có thể an tâm hỗ trợ điều trị và chiến thắng với bệnh tật, căn bệnh quái ác của thế kỷ. Xin trân trọng cảm ơn. ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, Cầu Ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khóa hồng, 1 nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1 nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Con thao thức khôn vơi, con đi tìm Chúa trong muôn ngàn nơi. Chẳng bao giờ ngơi, nhưng rồi cảm thấy xa vời. Con đi tìm Chúa trong muôn ngàn hướng, nhưng lòng luôn vấn vương trên con đường ngọt yêu thương. Qua bao nỗi nhọc nhằn, con vẫn mong chờ Chúa. Qua từng lúc khó khăn, hồn con thao thức băn khoăn. Con mong chờ Chúa âm thầm nài van, những khi lầm than, nhưng rồi cảm thấy nguy nan. Con mong chờ Chúa ra tay phù giúp, nhưng lòng vẫn đắn đo trong tâm hồn đầy âu lo. con tìm Chúa hay Chúa tìm con, trên muôn vàn nẻo đường con chờ Chúa hay Chúa chờ con, qua cánh dài đêm trường con tròn Chúa hay Chúa tròn con giữa muôn người dương thế. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã tròn con đi trước nhàn Ngài. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con chờ Chúa hay Chúa chờ con, và con chọn Chúa hay Chúa chọn con. Bao nỗi thăng trầm con vẫn luôn tròn Chúa, khi đời bão trái ngang hồn con thao thức hoang mang, con luôn tròn Chúa. Qua bao đổi thay vẫn một niềm tin, nhưng rồi cảm thấy im lìm, con luôn tròn Chúa. Qua bao cuộc sống nhưng lòng vẫn khát mong trong thân phận người hư không. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con, trên muôn vàn nẻo đường con chờ Chúa hay Chúa chờ con, qua cánh dài đêm trường con tròn Chúa hay Chúa tròn con giữa muôn người dương thế. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã tròn con đi trước nhàn Ngài. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, Cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Giồng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Giồng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Giồng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo Phòng Khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy Phòng Khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.